Hello, chào mừng anh em đã đến với Thỏ Ngọc Anime. Anh em biết đấy, những cô gái trong thế giới anime luôn là một trong những nhân tố hàng đầu khiến cho các fanboy phải đắm chìm trong thế giới này phải không nào? Và hôm nay tiếp tục với series về các cô nàng trong thế giới anime. Các bạn hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với một kiểu con gái chắc cũng sẽ khiến rất nhiều bạn ấn tượng, đó là top 10 cô nàng ghen tuông khủng khiếp nhất trong thế giới anime nhé. Và sau khi xem xong top 10 anime bên dưới thì đừng quên để lại cho mình một like và bình luận xem liệu có thanh niên ăn mặn nào có waifu là một trong những cô nàng trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay không nhé. Akane Hiyama là một trong những nhân vật chính của anime và manga Renai Boukun. Cô là một học sinh trung học cùng lớp với Seiji Aino và cô yêu anh đến mức điên cuồng. Akane có mái tóc màu đỏ dài. Ở phía bên trái của cô ấy có một con dao nhỏ màu đỏ. Cô có nước da nhợt nhạt và đôi mắt đỏ thẫm, sở hữu ngoại hình khá xinh đẹp. Thoạt nhìn Akane là một học sinh kiểu mẫu, nhưng khi nhắc đến Seiji Aino, cô ấy có thể thay đổi tính cách ngọt ngào của mình thành hoàn toàn trái ngược vì cô yêu anh điên cuồng. Cô sẽ sẵn sàng tấn công bất cứ ai cố gắng hẹn hò với Seiji, cũng như loại bỏ họ nếu mà họ làm tổn thương đến anh ta, vì cô là một người duy nhất có thể làm hại cho anh ta. Do đó, phân loại của cô là một Yandere chính hiệu. Và cô sẽ tự sát vì Seiji khi anh ta chết trong tập 5. Cô ấy cũng thể hiện một chút Mayandere. Cô không ngần ngại thông cả Seiji nếu mà cô cảm thấy mình bị phản bội. Yunogasai là nữ nhân vật chính và là nhân vật phản diện trong loạt nhật ký tương lai. Cô là người thứ hai trong trò chơi sinh tồn và cô là chủ nhân của nhật ký Yukiteru, nhật ký tình yêu tương lai. Cô bị ám ảnh bởi tình yêu dành cho Yukiteru Amano, nhân vật nam chính của câu chuyện. Yunogasai là cô gái trẻ tuổi teen với đôi mắt màu hồng và mái tóc dài cũng màu hồng. Tính cách của Yuno là khá mơ hồ. Đối với hầu hết các tình huống thì cô ấy là người ngọt ngào, nữ tính và đôi khi ngại ngùng khi ở xung quanh Yukiteru. Nhưng điều này che giấu mặt tối tăm của cô ấy, tàn nhẫn, lạnh lùng và tính toán. Cô ấy không có vấn đề gì với việc sử dụng và lợi dụng người khác cho mục tiêu của mình. Sự sống sót của cô ấy và Yukiteru, cô ấy sẽ dùng đến những phương pháp độc ác và thường là bạo lực, thường kết thúc bằng những cái chết đẫm máu của một người giữ nhật ký hoặc là những người theo dõi họ. Điều này biến cô thành một Yandere. Kaede Fuyo có biệt danh là Kaede-chan, là bạn thân thời thơ ấu của Rin Tsuchimi, người đã sống chung một mái nhà kể từ khi Momiji Fuyo, mẹ của Kaede qua đời trong cùng một vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của cha mẹ Rin. Kaede là cô gái xinh đẹp, là hiện thân của mùa thu với mái tóc cam sáng dài ngang vai giống như là lá mùa thu, đôi mắt màu xanh da trời và dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn. Nét mặt dịu dàng mang đến cho cô vẻ ngoài như người bước ra từ chuyện cổ tích. Kaede là một cô gái rất khiêm tốn, lịch sự và là một cô gái có giọng nói nhẹ nhàng. Có ngoại hình tuyệt vời và cô ấy rất xuất sắc trong việc làm việc nhà. Tuy nhiên, cô thường xuyên ưu tiên Rin Tsuchimi đến mức cô đã bỏ bê bản thân. Và những lúc như vậy, cô được nhìn thấy bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng và hành động dữ dội. Khi một cú sốc lớn làm cho cô khó chịu, cô ấy có những dấu hiệu kinh điển của một Yandere và nơi đôi mắt của cô ấy trở nên vô hồn. Khuôn mặt dịu dàng bình thường của cô ấy sẽ trở nên thù địch và đe dọa mỗi khi cô ấy ở chế độ đó. Sato Matsuzaka là nữ chính của Happy Sugar Life. Cô học cách yêu lần đầu tiên sau khi gặp Shio Kobe, người sống cùng cô trong một căn hộ. Cô chỉ nói công khai với mọi người và viết trong các tài liệu rằng cô sống với dì của mình và giữ sự thật cô sống với Shio như một bí mật và làm mọi cách để bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của họ. Sato là một cô gái có làn da trắng với mái tóc hồng bong bóng nhẹ dài đến hông, sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Cô thường mang theo một chiếc túi màu xanh nặng
bên trong là một taser, một con dao và các công cụ khác. Cô ấy là một người thích thao túng, cô ấy sẵn sàng nói dối, lừa lọc và thậm chí là giết người nếu điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ đạt được thứ mà mình muốn. Cụ thể hơn là có thể ở lại với Shio. Cô ấy xuất hiện dưới vai trò là một học sinh trung học thân thiện khi ở trường và là một người giúp việc hữu ích trong công việc. Tuy nhiên, nếu cô ấy bị đẩy vào tình huống khó khăn, cô ấy có thể mất đi kiểm soát và tiếp tục giết người. Tuy nhiên, cô ấy hiểu rằng việc giết chóc sẽ làm giảm cơ hội ở bên Shio. Nhiều triệu chứng hành vi của cô ấy gắn liền với Yandere để cô ấy và Shio sống và dành những ngày tháng bên nhau mãi mãi, tránh xa thế giới bên ngoài hư hỏng và bẩn thỉu kia. Ayase Aragaki là một vai phụ trong Oremo. Cô là người bạn thân nhất, bạn cùng lớp của Kirino Kousaka và là một người mẫu như cô ấy. Ayase là một cô gái trẻ dễ thương với mái tóc màu đen dài. Asase là một người tốt với các bạn cùng lớp của mình và Kirino Kousaka. Người mà cô ấy ngưỡng mộ nhất là bạn thân của mình. Cô ấy thường nói năng nhỏ nhẹ và tinh tế, nhưng cũng có thể thể hiện một mặt tích cực hơn, đặc biệt là khi mọi người nói dối cô ấy, điều mà cô ấy ghét nhất. Mặt tích cực dày dặn của cô ấy thường mang lại cho cô ấy một dấu ấn yandere từ các bạn. Cuối cùng, cô ấy là một cô gái tinh tế, vẫn giữ được tính cách ngọt ngào và tốt bụng đối với những người mà cô ấy quan tâm. Ayase luôn bảo vệ Kirino và cho thấy một mặt cực kỳ hung dữ và đáng sợ khi mà Kirito bị đe dọa. Khi Ayase biết được sự thật về mối quan hệ giữa Kyosuke, Kousaka và Kirino, cô ấy ngay lập tức đe dọa Kyosuke để Kirino ở một mình và nói rằng cô ấy sẽ bảo vệ cô khỏi anh ta. Sau đó, Ayase nhắn tin cho Kyosuke nói rằng nếu anh ta quấy rối Kirino, cô sẽ oán anh ta đến chết. Trong Monogatari series, Sengoku Nadeko là một nữ sinh cấp 2 có mối quan hệ quen biết với nhân vật chính Araragi Koyomi thông qua người em gái của Koyomi là Araragi Tsukihi. Do có tính cách hay xấu hổ và ngại tiếp xúc với người lạ, nhất là người khác giới, nên Nadeko từ nhỏ chỉ thân với anh em nhà Araragi và cũng từ đó nảy sinh tình cảm với Araragi Koyomi. Nhiều lúc, Nadeko ngộ nhận cảm giác của mình dành cho Araragi Koyomi là yêu, trong khi mục đích thực sự của cô chính là dùng nó làm gia vị cho câu chuyện về bản thân mình. Nadeko có dáng người nhỏ, vẻ ngoài khép nép, mái tóc màu nâu dài che đi một phần gương mặt. Nadeko có hai mặt của tính cách. Một là vẻ mặt ngoan hiền, yếu đuối và dễ tổn thương, vốn là thứ mà cha mẹ đã mài giũa cho Nadeko từ nhỏ. Họ cố tạo ra hình ảnh của một đứa con gái thánh thiện, luôn luôn vâng lời, luôn luôn cư xử đúng mực và phải phép. Có vài người tỏ ra ghê tởm sự dễ thương giả tạo này của Nadeko, cho dù họ biết rằng cô không cố ý làm vậy. Mặt khác, giống như những người bị bắt phải giả tạo quá lâu, Nadeko cũng có mặt tối của riêng mình. Khi tức nước vỡ bờ, Nadeko trở nên độc mồm độc miệng và dùng lời mỉa mai cùng với bạo lực để giải quyết vấn đề thay vì né tránh như mọi khi. Ngạc nhiên là khi vào trạng thái đó, lý lẽ của cô thường rất đúng. Ngoài ra, Nadeko còn thêm một hình dạng khác nữa, đó là Medusa. Kết quả của việc nuốt vào người lá bùa có chứa sức mạnh của một vị thần bị phong ấn. Nadeko muốn dùng sức mạnh đó để xóa bỏ sự tồn tại của Araragi Koyomi vì cho rằng chừng nào Koyomi còn sống thì cô sẽ còn yêu anh ta và sẽ còn tiếp tục đau khổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Methi là một trong những nhân vật chính của anime Okasan Online. Cô là một người thử nghiệm bản beta và cuối cùng tham gia vào nhóm của Masato. Tên thật của cô ấy là Airi. Methi là một cô gái tuổi teen có chiều cao trung bình, có nước da nhợt nhạt và vòng một nổi bật. Cô ấy có mái tóc dài ngang vai màu xanh lam phù hợp với đôi mắt của cô ấy. Ban đầu Methi xuất hiện như một cô gái tốt bụng và ngọt ngào. Cô ấy háo hức làm hài lòng những người xung quanh và nghiêm túc làm theo mệnh lệnh của mẹ. Tuy nhiên, mối quan hệ của cô với mẹ cô đã khiến cho Methi nảy sinh sự oán hận sâu sắc trong lòng cô và không hài lòng với cuộc sống của chính mình. Sau khi giải quyết các vấn đề của mình với mẹ, tính cách thực sự của Methi nổi lên. Trong khi cô ấy quan tâm sâu sắc đến những người gần gũi với mình, Methi giờ lại tinh nghịch nhiều hơn. Methi chọc Whis và tuyên bố rằng cô là pháp sư siêu hạng. Methi cũng công khai đe dọa những kẻ sẽ tấn công nhóm của cô và tán tỉnh Masato. Anna Nishikinomiya là một nhân vật xuất hiện trong series Simoneta. Cô là chủ tịch học sinh và tình yêu thời thơ ấu của Tanukichi Okuma, người đã ủy thác cho cô đi Sun Blue Snow trước khi cô có thể gây nguy hiểm cho tinh thần của trường. Anna là cô gái có làn da trắng vô cùng xinh đẹp và quyến rũ với mái tóc bạc, đôi mắt màu xanh biếc và bụng ngực lớn. Anna là một người có trách nhiệm và chủ tịch hội học sinh. Mặc dù địa vị của cô ấy đã được thể hiện là khá ngây thơ và không biết gì khi nói đến các tài liệu 18+. Tuy nhiên, khi nói đến Tanukichi Okuma, sau khi họ vô tình chia sẻ một nụ hôn đầu tiên, cô đã cố gắng úp sạch anh ta để thu thập mật hoa tình yêu được diễn ra trong sơ bộ truyện. Đôi khi cô ấy có thể rất ám ảnh anh ta. Điều này cũng được thể hiện rất nhiều trong sơ bộ phim. Cô ấy cho rằng nỗi ám ảnh này là tình yêu. Trong thực tế, Anna có thể không có khả năng phân biệt giữa tình yêu và ham muốn. Cô ấy cũng sở hữu một tính cách yandere. Điều này được thể hiện khi mà cô ấy nhận thấy Ayame và Tanukichi đã dành thời gian cho nhau. Ngoài ra, khi cô đột nhập vào căn hộ của Tanukichi và thấy Kosuri Onigashira đang ngủ bên cạnh Tanukichi, cô ấy đã đâm dao xung quanh Kosuri. Eriko Kurashi là một nhân vật trong Princess Connect Redive. Cô là thành viên của hội Twilight Caravan. Eriko là một thành viên của chủng tộc quái vật trong Assume với mái tóc ngắn màu nâu và đôi mắt đỏ hồng. Cô ấy có hai cái sừng trắng nổi lên từ trán. Với cái sừng bên phải bị vỡ, cô cũng có một cái đuôi dài màu tím có gai. Vũ khí của cô là một chiếc rìu khổng lồ. Eriko là một cô gái ám ảnh, say mê Yuki, thường rất cố gắng để có được tình cảm của anh. Cô ấy được chứng minh là quyết liệt, giống như là một yandere. Với một vài ngoại lệ, cô ấy thường xua đuổi những người xung quanh. Tuy nhiên, cô ấy có một mặt tốt bụng và gần như là mẹ, hầu như chỉ dành cho trẻ em. Tokisaki Kuromi là một nhân vật bí ẩn trong Dead or Live. Cô là tinh linh thứ 3 xuất hiện trong series. Ngay khi tự giới thiệu bản thân, cô ấy đã tự nói rằng cô chính là một tinh linh và thể hiện một sự quan tâm đặc biệt với Isuka Shido ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tokisaki Kuromi được Shido miêu tả là có một vẻ đẹp đáng kinh ngạc. Bởi sau khi cả lớp Shido thấy mặt của cô thì lập tức ổ lên, thậm chí không để ý đến câu nói tiếp theo của cô khẳng định mình là một tinh linh. Cô ấy có một nét gì đó rất trang nhã và cư xử rất đúng mực. Khó mà nói được tính cách của Kuromi một cách chính xác. Trong hình hài của một cô nữ sinh, cô rất nữ tính và cư xử rất dễ thương, tuy đôi lúc có phần táo bạo. Tuy nhiên trong hình thái tinh linh, cô lại là một kẻ giết người điên loạn
và thứ thể hiện rõ nhất điều đó có lẽ là khuôn mặt của cô khi mà cô cười. Tuy nhiên cô không phải là kiểu người đa nhân cách, nhưng quá khứ của cô thì rất nhiều. Nhưng mặt tốt là mục đích sau cùng của cô là quay về quá khứ để tiêu diệt tinh linh thứ nhất, để ngăn chặn các cơn không gian chấn đã xảy ra và cứu hàng triệu sinh mạng. Mục đích này khiến cho fan thường nói rằng cô là một người tốt dù mang tính mỉa mai. Lòng tốt của Shadow với cô đã chứng tỏ với mọi người xung quanh và cả bản thân cô rằng cô đã không còn là một mối nguy hại cho bất cứ ai nữa. Điểm chứng tỏ sự tốt bụng của cô là khi cô yêu cầu sự giúp đỡ từ Shadow để giải cứu Toka từ tay tập đoàn DEM. Một điểm thú vị là cô rất thích trọng hiệu Shadow, cũng như bên cạnh việc có những thái độ và hành động đầy gợi ý cho cậu ta. Đây có lẽ là lý do khiến cô không nuốt Shadow như dự tính ban đầu, dù làm vậy sẽ giúp cô hoàn thành mục tiêu của mình gần như ngay lập tức. Trên đây là top 10 cô nàng ghen tuông khủng khiếp nhất thế giới anime mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này còn 20 rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye!